Sáng sớm nay, dọc biên giới phía Tây từ Bình Phước xuống Đồng Tháp có mưa rào nhẹ. Còn lại các khu vực khác của Nam Bộ mưa đã ngớt, nhiệt độ 24 đến 26 độ. Tiết trời tạnh ráo sẽ duy trì đến khoảng trưa, đôi lúc trời có nắng nhưng không mạnh, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, riêng Kiên Giang 29 độ. Sau buổi trưa, mây dông sẽ lại phát triển gây mưa trên gần như toàn Nam Bộ, gia tăng mưa to. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong chiều và tối nay sẽ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Cần đề phòng khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh.